hoặc là các cái phần mềm chuyên làm SEO, các phần mềm trả phí hoặc phần mềm miễn phí cũng có những cái tính năng cho các bạn tìm kiếm luôn, nó tích hợp vào đó, được chưa ạ? Vâng. Hoặc là chúng ta sẽ hỏi thêm bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng để chúng ta biết được thêm các cái thông tin hơn, đúng không ạ? Và chúng ta tìm ra được cái ngóc ngách của thị trường. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể có một cái phương pháp nữa là tham khảo những cái website nó đứng top, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là những cái từ khóa của top 3, top 5 đầu tiên đấy, thì để chúng ta sẽ lựa chọn những cái từ khóa thích hợp, đúng không ạ? 60-80% sẽ khách hàng sẽ vào trong khoảng 3-5 cái website đầu tiên. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái phần snippet hay là meta description các bạn viết làm sao cho nó hay nữa, được chưa ạ? Chúng ta cũng có thể sử dụng cái công cụ là Google Search Box Suggestion, tức là cái phần từ khóa gợi ý đó. Thì ngay trong đây chúng ta search một cái thì nó sẽ ra ngay, và chúng ta cứ làm đi làm lại như thế thì chúng ta sẽ thấy các từ khóa mà chúng ta làm, được chưa ạ? Và các bạn thường có câu hỏi là làm thế nào để cái từ khóa của bạn đứng ở trên Search Box Suggestion, được không ạ? Thì cái này rất là đơn giản, đấy là do cái lượng tìm kiếm mà phổ biến nó đạt đến một cái lượng nào đấy, tần suất nó đạt đến một cái lượng nào đấy thì nó sẽ lên ngay, đúng không ạ? Thí dụ như là có thể nó lên ngay trong vòng đúng một ngày, nếu như mà tất cả báo chí ở Việt Nam đều đồng loạt đưa tin về cái sự vụ đấy thì nó sẽ ngay lập tức tìm, nó sẽ thấy ngay, bởi vì số lượng người tìm nó quá nhiều thì nó sẽ hình thành nên cái keyword suggestion search này. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Và nếu như các bạn muốn làm cái từ khóa này nhanh, đúng không ạ? Các bạn phải liên tục tìm và cho nhân viên vào tìm, thậm chí là nó có phần mềm giả lập cái việc tìm kiếm. Trên thị trường những cái người làm SEO, người ta có thể sử dụng các thủ thuật như vậy, tức là giả lập ra một cái phần mềm là thao tác cái việc tìm từ khóa của mình, cứ 1 phút, 2 phút lại vào tìm. Thì đấy là cái cách nó sẽ lên nhanh. Thế còn cái cách thứ hai đấy là chúng ta sẽ lan truyền, tạo scandal hoặc là mua bài PR thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ lên ngay, có đúng không ạ? Vâng. Và các bạn có thể sử dụng Google Analytics để mà lựa chọn từ khóa. Đấy, thì cái này cũng có cung cấp một chút những cái từ khóa như này, nhưng mà không nhiều. Không nhiều, nhưng mà Google Analytics là cũng có cho phép những cái nguồn để đi vào trang web của chúng ta. Và từ đó thì chúng ta cũng sẽ phải đưa ra cái phương án này. Tất nhiên là phương án này sẽ chỉ sử dụng được khi mà website của bạn đã chạy được một thời gian và có cái lượng truy cập vào Google Analytics, đúng không ạ? Thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn cài đặt cái Google Analytics này vào website. Bởi vì Google Analytics là một cái dịch vụ miễn phí của Google, và các bạn phải gắn mã theo dõi của Google Analytics vào website của bạn, thì từ đó thì bạn mới có được cái dữ liệu để các bạn thống kê, được chưa ạ? Và từ cái dữ liệu thống kê đấy để các bạn ra quyết định các bạn làm cái trang web của mình tốt hơn. Vâng. Tiếp theo là tôi muốn nói với các bạn về một cái chủ đề là từ khóa dễ hay là khó. Thế nào là một từ khóa dễ và thế nào là một từ khóa khó, và chúng ta nên chọn từ khóa nào để làm SEO trước, có đúng không ạ? Thế thì ở đây cái khái niệm dễ hay là khó, đây là do cái khái niệm cảm nhận, và nó sẽ có những công cụ để đo lường. Thì thứ nhất là cái số lượt tìm kiếm của từ khóa đó trong tháng là lớn hay là nhỏ. Từ khóa nào mà có lượng tìm kiếm lớn thì chúng ta hiểu rằng là từ khóa đấy có sức cạnh tranh lớn và nó sẽ là từ khóa khó, có đúng không ạ? Vâng. Khi mà bạn lập một cái bản phân tích cái kế hoạch từ khóa này thì các bạn cũng cần phải lựa chọn những cái từ khóa dễ và từ khóa khó, các bạn phân ra làm hai cột, ý tôi là như thế. Và chúng ta sẽ ưu tiên đẩy mạnh SEO những từ khóa dễ trước, đồng thời là chúng ta cũng sẽ làm những cái từ khóa khó, đúng không ạ? Để vừa là lấy ngắn nuôi dài để tạo động lực đó, cái lượng tìm kiếm trung bình, đúng không ạ? Rồi cái sự cạnh tranh, thì từ đó là chúng ta sẽ biết được cái từ khóa dễ hay khó. Từ khóa dễ hay khó này còn phụ thuộc vào cái mức độ là dài hay ngắn, đúng không ạ? Thông thường những cái từ khóa dài ít người SEO, ít người tìm, đúng không ạ? Tức là lượng tìm kiếm đấy nó thấp thì cái từ khóa đấy rất là dễ. Tôi lấy thí dụ như bây giờ tôi SEO cái từ khóa là, tôi lấy thí dụ được nhá, là học SEO cùng với Phan Anh, thì tôi khẳng định rằng trên thị trường không ai tìm cái từ khóa đấy cả. Bởi vì thông thường là người ta sẽ tìm là học SEO ở đâu thì tốt, đúng không ạ? Thế thì tôi SEO cái từ khóa là học SEO cùng với Phan Anh thì có khi chỉ 3 ngày là lên thôi. Đấy.
chúng ta cũng phải phân tích đối thủ cạnh tranh của và các cái từ khóa, được chưa ạ? Chúng ta đặt trong tiêu đề cái từ khóa đó, và đây chính là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá cái độ khó của từ khóa. Rồi chúng ta cũng có thể dựa vào cái lượt tìm kiếm trung bình chia cho đối thủ cạnh tranh, nó ra một cái chỉ số gọi là KEI, chỉ số KEI hay còn gọi đọc là chỉ số K. Là cái chỉ số này là để đánh giá cái độ khó của từ khóa, được chưa ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cách nữa, đấy là chúng ta sẽ tìm ở trên Google và chúng ta sẽ xem trực tiếp, đúng không ạ, là nó có bao nhiêu lượng tìm kiếm và nó có bao nhiêu kết quả trả về. Các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Tải Photoshop CS6 có 118.000, xin lỗi, có 188.000, nó cũng không quá nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn thử sang iPhone đi, các bạn thử sang iPhone đi, đúng không ạ? 268 triệu, vâng, nó đã tăng lên rất là kinh khủng, có đúng không ạ? Vâng, hay là gì ạ? Mua iPhone giá rẻ có hơn 1 triệu thôi, vâng, hơn 1 triệu thôi. Thế còn mà mua iPhone giá rẻ ở đâu thì 600.000, bắt đầu nó giảm dần giảm dần. Thì cái đó chúng ta nhìn thấy là chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là đó chính là cái từ khóa nó dễ hay là khó, nó cũng thể hiện ngay trong cái số lượng kết quả trả về. Cái K ở đây nó sẽ đo lường là gì ạ? KI này sẽ đo lường bằng cái mức độ khó của từ khóa. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái lượng tìm kiếm mà lớn, ví dụ như là trên 1 triệu thì chúng ta có thể đánh giá là cái mức độ khó của nó là cao. Dưới 1 triệu là trung bình, đúng không ạ? Khoảng độ từ 100.000 trở lên đối với in title, đúng không ạ? Độ khó cao. Thế còn in title mà dưới 100.000 thì trung bình. Còn nếu mà khoảng độ thấp quá thì chắc là không tính. Thường bây giờ người ta tìm kiếm nhiều lắm, cho nên là cái từ khóa đấy nó cũng rất là ít thôi. Nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm liên quan đến những cái vấn đề như là sử dụng Alexa, đúng không ạ? Sử dụng URL keyword vân vân, để chúng ta sẽ phân tích thêm về từ khóa, xem là cái từ khóa đấy nó có nằm trong thẻ tiêu đề, nằm trong backlink, nằm trong URL vân vân, để chúng ta ra quyết định chúng ta viết các bài viết. Như chúng ta được biết rằng là khi mà chúng ta SEO một từ khóa thì không phải chúng ta viết một bài là xong, đúng không ạ? Chúng ta phải viết 10 bài, thậm chí 100 bài, 1.000 bài xoay quanh cái từ khóa đó rất là nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như học SEO thì nó sẽ là học SEO ở đâu, học SEO ở Hà Nội, học SEO ở đâu thì rẻ, học SEO ở đâu thì tốt. Những cái từ khóa nó sẽ biến thể, và chúng ta sẽ tạo ra các cái chủ đề như vậy trong từng cái bài viết của chúng ta. Chúng ta lựa chọn từ khóa dài hay ngắn. Thì cái việc lựa chọn dài hay ngắn thì là do chúng ta. Nhưng mà thông thường thì tôi khuyên là chúng ta sẽ lựa chọn cả hai. Từ khóa dài có xu hướng tìm kiếm thấp hơn, cạnh tranh thấp hơn. Từ khóa ngắn có xu hướng tìm kiếm cao và cạnh tranh cao. Vì vậy chúng ta sẽ làm SEO những từ khóa dài trước, đồng thời là chúng ta cũng sẽ làm SEO những cái từ khóa ngắn sau. Sau ở đây không phải là chúng ta làm hết những cái dễ rồi chúng ta mới dừng, đúng không ạ? Chúng ta phải phân chia cái thời lượng cũng như là cái công sức. Chẳng hạn chúng ta dành ra 2 phần cho cái việc làm dễ trước, nhưng mà chúng ta vẫn phải dành ra 1 phần cho cái việc làm khó. Bởi vì dễ có thể nó sẽ lên ngay, nó sẽ tìm được đến trang web của chúng ta ngay, thì chúng ta có túc tắc chúng ta sẽ có đơn hàng. Và chúng ta có đơn hàng thì chúng ta sẽ có thu nhập, lúc đấy chúng ta yên tâm làm SEO những từ khóa khó. Từ khóa dễ có thể là 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng nó sẽ lên. Nhưng từ khóa khó có thể đến 6 tháng, nửa năm nó mới lên, thậm chí lâu hơn, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy thí dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ cần phải làm như vậy nhé.